Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 2, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác triển khai phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại một số đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Hòa Bình và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, trong đó có vai trò của người đứng đầu cấp ủy. Với từng kịch bản phòng chống cần có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, chú trọng đến công tác tuyên truyền. Qua kiểm tra thực tế tại một số đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Hòa Bình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận việc triển khai công tác phòng chống dịch của ngành giáo dục. Đến nay các đơn vị trường học trong tỉnh đang thực hiện phun khử trùng toàn bộ khuôn viên nhà trường và lớp học. Dự kiến đến ngày 9 tháng 2 năm 2020 sẽ hoàn thành công tác phun khử trùng và vệ sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngành giáo dục cần chủ động nắm rõ tình hình sức khỏe của từng học sinh, tích cực phối hợp với phụ huynh trong việc quản lý học sinh nghỉ học ở nhà, phối hợp với Sở Y tế nhằm đề xuất với tỉnh việc cho học sinh trở lại trường học trong thời gian tới. Kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao các kế hoạch và kịch bản phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế ở các cấp độ khác nhau. Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện đang cách ly 6 trường hợp ca bệnh nghi ngờ nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp. Công tác khám sàng lọc, điều trị và đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên y tế được coi trọng. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuẩn bị tốt các trang thiết bị y tế cần thiết cho công tác phòng chống và ứng phó với dịch bệnh. Cùng với đó, Sở Y tế các ngành các địa phương cần đề cao tính chủ động trong phòng chống dịch bệnh. Hệ thống chính trị phải vào cuộc và cái người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo cái việc này. Các cấp các ngành thực hiện theo cái kế hoạch đã được triển khai. Các cấp ủy chính quyền là cho dừng các cái lễ hội, các cái cuộc hội thảo gặp mặt để tập trung cho công tác chống dịch. Thế và cấp ủy chính quyền phải thực hiện tốt cái 4 cái tại chỗ. Đó là vật tư tại chỗ, trang thiết bị tại chỗ, kinh phí tại chỗ, thế và chỉ huy tại chỗ. Công tác tuyên truyền để cho rõ được người dân những cái việc mà phòng chống, phòng tránh. Và Sở Y tế là cái cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo của tỉnh, là các ông chí phải tham mưu tốt trong việc này. Công an tỉnh các ông chí phải nắm được là lượng người đi du lịch, lượng khách Trung Quốc và lượng người dân của chúng ta đi làm ăn ở Trung Quốc về thì những người đó là chúng ta phải nắm được. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ sở y tế trong toàn tỉnh cần nâng cao tính chủ động, tăng cường tập huấn cho cán bộ bác sĩ, nhân viên y tế để phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả. Các sở ngành của tỉnh tham mưu kịp thời cho tỉnh để xử lý các tình huống có thể xảy ra.